ngu không tả nổi luôn. Để bao nhiêu người ta nói cho. Ngươi cố tình gây ra cho người ta để người ta nói to. Thì như bà trên bà từ cái lúc mà bọn học sinh đi ra rồi. Tôi đi con ngó đầu vào nhá. Tôi đi vậy ra đi. Không sao được. Nói đông của đời nữa cũng có cái này. Để cả đống này chết. Thế dí ở đây rồi. Ai chết dí ở đây đây. Mà có người ta bảo là để người ta dắt xe cho mà không ấy. Không chỉ xuống. Ai nói dắt xe không tôi. Không chỉ xuống xe tôi dắt xe. Được chưa? Mốt mất công sửa trong này. Bảo đây nãy giờ vào mấy lần chứ không phải bây giờ làm. Mà chỉ còn nhờ một tí để mà đi mà đó. Con nhỏ, cứ từ từ để người ta kéo. Đây rất thẳng vào đây cho chị, mời em bảo mấy người này lùi ra cái chỗ này rắc được em này. Mẹ bà ngu. Anh đi đâu lách qua bà cái đi. Lách được mà, cho xong mình đi qua trước. Không đi nổi. Đi làm sao được. Người đi bộ còn phải nghiêng người này. Ông chỉ xuống xe đi, tôi xe là chị. Ông khổ ra, đứng. Chúng mày thích khổ chứ sao đi. Xảy ra trường hợp đâu, cứ gây sự cho người ta như thế. Người ta đi đường bao giờ cũng phải ngó đầu ra, bấm còi là phải đằng trước nhìn thấy mà phải dừng lại. Đây là cứ cố tình thế nào. Bây trò ra. Bây giờ toàn người lớn thôi, người lớn lùi lại cái ngõ kia rất to. Lùi lại một tí chẳng sao cả. Bà có một đoạn ở đấy ngay đấy mà bây giờ bà hát sẽ lùi ra làm sao lùi được. Đấy là con cháu bé, không có cháu bé ra ảnh quẳng mẹ ra đường ở đây. Mẹ nói ngu đến chịu được. Bao nhiêu người, kể cả người lớn, người già. Người lớn là người nói cả, thế mà mình rất là to. Đấy là có đứa bé, không có đứa bé, tôi bế vào khoảng cái bàn. Thế ví dụ như là bé như thế thì lùi lại một chút là có phải về đến nhà rồi không? Một chút đi. Nhìn cái phụ nữ với trẻ con như này cứ đứng nơi con. Thế đây cả đoàn trẻ con. Bây giờ cái chỗ này là đi được hai xe. Bây giờ lùi như thế nào? Bây giờ lùi như nào? Bà chỉ cách đi lùi, kéo được. Mẹ muốn mẹ bỏ dài được. Em lùi đi, dài như thế kia. Cháu kéo xe đâu. Kéo xe lùi. Kéo xe đi. Bây giờ đang xe thì ba xe mà nói. Nhưng mà bên kia nó nhiều xe làm em lùi. Nhiều đâu mà nhiều, chả có đâu mà nhiều. Có mấy cái xe mà để ra. Có thể nào một năm có một tí mà chỗ này là. Hai mươi mấy cái xe đi bà bảo, bà mấy cái xe à? Bà đi vào mà xem. Em gần chỗ xe em lùi là đưa bế ngon cho. Người thì không phải đi. Đấy, chị xuống đi, cô tắt xe ra chị. Chưa? Đấy, chị xuống đi, tắt xe ra chị. Đi. Gần là mình lùi ra. Lùi ra nhưng mà người lớn phải có mắt nhìn. Người ta đi vào bao giờ là người ta cũng phải nhìn đường. Bấm còi, ngó ra. Bấm trước thấy người ta có khói thì phải lùi lại. Hiểu quá. Xong rồi cỡ bà với cả những người ra. Người ta đứng một đoàn xe này bà luôn.